Thưa quý vị, thưa các bạn, gần đây, nhu cầu và xu hướng sử dụng sản phẩm hữu cơ đang có sự cải thiện khá rõ, nhất là tại khu vực thành thị. Phân khúc thị trường cho các sản phẩm hữu cơ, nhất là các sản phẩm hữu cơ có nguồn gốc từ các tỉnh miền núi, được người tiêu dùng lựa chọn. Sức mua trên thị trường cho các sản phẩm này đang được xem là khá rộng mở cho các nhà sản xuất và cả hệ thống phân phối. Mặc dù chưa thực sự phổ biến, nhưng phân khúc cho sản phẩm hữu cơ được đánh giá khá tiềm năng trong thời gian tới do nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm và sức khỏe ngày càng cao. Ngoài ra, thu nhập và mức sống cao hơn giúp người tiêu dùng có điều kiện sử dụng sản phẩm an toàn dù giá cao. Hiện nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn con đường canh tác theo phương pháp hữu cơ cùng với bà con nông dân để nâng tầm và phát triển các sản phẩm hữu cơ. Chúng tôi cũng phải căn cứ theo quy hoạch vùng của quốc gia, của Bộ Nông nghiệp, của tỉnh. Để thấy rằng cái vùng hữu cơ, bởi vì quá trình mà phát triển vùng hữu cơ là phải mất thời gian rất là dài, từ 3 năm đến 5 năm, thậm chí là 7 năm. Cái việc thứ hai thì cũng với cái tri thức của Hội đồng Khoa học, thì chúng tôi sẽ xem xét là cái điều kiện thổ nhưỡng tại nơi đó, cũng như các sản phẩm nó phù hợp, ví dụ như giống bản địa, như là tám Điện Biên, sáng củ của Yên Bái, lếp Tú Lệ của Yên Bái, sáng củ của Lào Cai và những cái đặc sản vùng miền khác. Đối với Bảo Minh trong rất nhiều năm qua đã xác định được cái hướng đi và đã rất nỗ lực để kiến tạo lên cái vùng nông nghiệp hữu cơ cho các tỉnh phía Bắc. Tại tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, toàn tỉnh hiện có 213 hectare được cấp giấy chứng nhận sản xuất hữu cơ, trong đó có hơn 124 hectare chè đã được cấp giấy chứng nhận hữu cơ của Đức, 19 hectare rau với sản lượng khoảng 300 tấn của 5 doanh nghiệp. Trong khi đó, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng hiện vào khoảng 52.800 hectare, chiếm 19% diện tích sản xuất. Trong phát triển cây macca, Lâm Đồng hướng tới canh tác theo hướng hữu cơ và phấn đấu là tỉnh đi đầu trong cả nước về diện tích cũng như sản lượng. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ quy trình chọn giống, chăm sóc và thực hiện các biện pháp canh tác tiên tiến, hiện đại nhằm đưa cây macca trở thành nông sản hữu cơ hàng đầu của tỉnh. Đối với cây macca là một trong những cây trồng mới và tỉnh Đồng là một trong những tỉnh tiên phong quá trình thực nghiệm và chuyển giao sản xuất. Ban chỉ đạo và phát triển macca thế đã hoạt động rất là đều tay. Do đó là trên bàn tỉnh Đồng cây macca hiện nay phát triển là tương đối là đồng bộ, cả về bộ giống, cả về kỹ thuật canh tác, cả về chế biến và đặc biệt tỉnh cũng đã định hướng một số mô hình macca phát triển theo hướng nông nghiệp hữu cơ. Và sản phẩm macca Lâm Đồng đã được cung cấp ra thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang tăng dần qua các năm. Với nhiều chủng loại sản phẩm phong phú và đa dạng, chính phủ đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát triển sản xuất, canh tác nông nghiệp hữu cơ trên cả nước. Bộ Công Thương cũng đã có chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho các sản phẩm nông sản hữu cơ. Đến nay, các tỉnh, thành phố đều có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiện nay của Việt Nam thì mới ở thời kỳ bắt đầu phát triển và đặc biệt là sau 2018. Chúng ta có nghị định 109/2018 thì các địa phương, các doanh nghiệp rồi các cái đơn vị đã phát triển nông nghiệp hữu cơ nó tăng lên với cái diện tích khoảng 118.000 so với có 33.000 5 năm trước đó. Trong nước chúng tôi cũng làm cái xúc tiến thương mại hữu cơ rất nhiều, đặc biệt là các trung tâm lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, người ta tìm đến cái sản phẩm hữu cơ ngày càng nhiều và cái lượng sản phẩm hữu cơ chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu xã hội hiện nay chúng ta mới đạt được khoảng độ 5-7% thôi, rất là ít qua những cái khảo sát độc lập của các tổ chức phi chính phủ. Có thể thấy Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, việc nhân rộng sản xuất hữu cơ trong nông nghiệp, nhất là tại các tỉnh miền núi còn gặp nhiều thách thức như diện tích canh tác còn hạn chế, chính sách, hệ thống văn bản hướng dẫn các quy định về sản xuất hữu cơ còn chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ. Đặc biệt là việc kết nối giữa người sản xuất và doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiện nay quy mô còn nhỏ, thị trường đầu ra chưa ổn định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tích cực triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 với mục tiêu đến năm 2025, diện tích đất canh tác nông nghiệp hữu cơ đạt 1,5-2% tổng diện tích đất canh tác nông nghiệp. Tuy nhiên, để đưa nông nghiệp hữu cơ trở thành một phần cốt lõi của nông nghiệp chất lượng cao, bền vững, các chuyên gia cho rằng
phải thiết lập và hoàn thiện được hệ sinh thái phục vụ nông nghiệp hữu cơ, và để tạo điều kiện cho nông nghiệp hữu cơ đi đúng hướng, đạt tiêu chuẩn thì các cơ quan quản lý cần sớm ban hành danh mục vật tư đầu vào cũng như công bố các cơ sở, tổ chức chứng nhận, đủ năng lực chứng nhận nông sản hữu cơ.